Hello, đại chào. Hello, đại chào. Hôm bữa xưa chúng mình sửa hoàn tuệ à? Hảo chiều bút chiên là. Hảo chiều bút chiên là. À, hôm nay chúng mình đoàn đội cho lại khan là xẻo hoa cha là phán sự à. Xuân biên lại mãi một ít xài. Cần thà đợ tí tí mấy mấy ít xí xứ phan. Xuân biên lại kéo diễn cho phan. Người hảo chiều là mấy ông. Dung sầu, cho phan. Hôm nay hảo chiều mấy ông chiên đại chào là. Yên cái yếu à, lãng gớt xinh chi tua là. Chưa chỉ tiên nhau khan xiao hái hay yếu ít xíu sư chính. Suy hân mang. Ở bên này là đổ chân rồi đó. À bên này không nhỉ? Một tầng thôi nhỉ? Xin chào Chu. Anh ra thăm em ấy. Ok. Chưa phóng dự khoai hảo là. Chưa phóng dự cây ít sống. Tàu chi. Wow. Hello anh. Vâng. Nhiều, 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 chứ xin nhiều. Đốt gì ấy? Cái đấy chỗ để cho con gà đẻ trứng ấy, xong là nó có cái con... À, con mạt đó. Đốt đi rồi. Bà. Xẻo hoa cha chuẩn bị sang đi ơn sống à. Y sống ý chính cài hảo rồi. À, chị Nhiên cũng đến mấy giờ lại cái à? Nói là lùng chó, lùng cẩu thì có sai đâu mà. Xẻo hoa cha là xuân lì hào tua cẩu. Chưa phán dự à? Tớ hơi phải cái đó chắc khác. Bà đâu, bà đâu rồi? Woo! Bù ơi! Yêu xẻo hoa là phán dự hơi... Chơi ta này, có cái chú phán kiểu ta này. Chú phán, ta phán. Lấy ra bà, lấy cho bà này. Đó bà. Chào bà, dạ vâng. Sao nhiều chó đấy nhờ? Phải rồi. Phải rồi. Đấy, cho bà. Cái xẻo hoa này này. Cái chó bù. Hoa mua chó bù. Xiao Mi hôm nay xem sang diễn viên. Theo đi, theo đi, theo đi. Sang Nhật Bản học sinh. Wow, đây là cửa sổ, đây là phòng riêng. Tiểu Hoa, bạn ở phòng nào? 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 À, chỗ này phong thủy rất hảo. Hôm nay là hôm nay có thể khăn đâu. Khăn đâu ti. Hôm nay khăn đâu san. Khăn đâu sữa. Tổng cộng bây giờ chỉ có phản chiến à? 6 cơ. 第二层3个,第一层有3个。哦,这里种种树啊。啊，这个给猪，这个给猪吃，这个给猪吃，这个人也没有人吃啊，这那我要 M 种哎，得安心嘛。这个给这个房间给你弟弟了，我不知道的。
打这客厅放一个桌子，这里喝茶。对，我家还比你家小的。你家是一百，我家这个八十的。哟，工人好像休息好几天了吧？草都长大了。哦，这个老板的工人他做太盖太多房子了。盖三个，啊，四五个啊，他在盖四五个，然后一天来这个，对，第二层要很多人，因为他要做一个地上，然后才可以上第二层。米红做穿啊，看看小花家太多狗了。啊，小米不给狗吃。小米吃早餐不请我们吃。他不够吃。啊，吃米线不给我们吃。我太饿了。我也饿。进来吧。拿我回来。不叫我们过来。哎呀，真坏。真坏！我说你们吃不吃？你们你看小狗，狗都生气了，你给它吃。咋样？来，你安呢？安不安？真的狗真的怕小米吗？小米不给它吃，它饿死了。饿它怕。给。它怕外面的狗。我怕它们。哎，我给。我说了，你才给。真坏的。现在我们呢一起做午饭啊，等啊小花的妹妹弟弟下课回来就直接吃饭，吃饭好了他们就继续上课。我们呢刚放假国定节和4月30号，放假了5天。现在就一起煮饭啊，小花的父母就不在家，在中国打工了。现在就切肉炒饭。好多鸡啊，抓鸡来吃。这是谁？不知道，这是日本的美女吗？准备去学习了，准备去上日本的学校。不知道谁要吗？有啊。不知道老师他要。老师要你啊！大家想去日本找小米，快点去学校找他。很多那个，哎，小花像啊，像韩国美女。韩国美女，她不白我太黑啊！你不黑啊？我和阿辉像周飞，啊，非洲，我们像非洲人，你们像日本和韩国。哎，日本都不比韩国白的，怎么是日本？我是韩国。韩国现在都是用手术。好脱黑了，好，不买了，不买了。你们动过脸了吗？手术了吗？动过脸了。原来缝脱麦子。没有，是真的。不是假。不是假。是真的。快点，快点。饿了。太饿了，因为长高。因为摸没明豆上，哈哈哈哈。菠萝好小啊，这个
越南的菠萝，很小但是好吃，最又更小更好吃这种。抓抓鸡来煮吃，抓抓抓抓抓抓抓抓抓抓。干的呢？乌鸡啊。啊，什么时候才盖完？这里才干净漂亮。三个月后。过年啊，这么久啊？大过年。这么久啊？大概三个月后就好了。我小米就吃了。刚吃米线，现在又吃菠萝了。你都看到我吃的，你都不看到我做。看到你剪菜，剪一点点了，也就继续吃了。如果吃多一点，才有力气做。真的吗？真的。你吃这么多，以后怎么吃饭？我要肉沙我。啊？我要吃沙我，等做好饭，我就吃沙我。三碗呢、啊嗯？吹牛。没了。哎，杨子旺。好。你不吃吧？你太胖了。嗯。他叫阿辉吃不吃？阿辉说吃，他说阿辉太胖了，不要吃。你也刚刚吃完两个。我哪里吃啊？这个你吃。这个是你吃。还久。你吃这么多了，然后叫你说我吃。接着。不给我啊？你真的话不给我，快点快点。这个是辉哥、哎，这个是辉哥，那个是阿辉，这个是这是我的。哎呦！太成功了，很香。阿辉来吃，来、啊、吃，你吃了不吃？我没有吃，没吃，安吃的。你咬一口了不吃？安吃的问，没好还没吃。来，这碗我不吃。啊啊！来给小米，安丹都安没动过呢，得叫这个呢。哎，继续吃。哈哈哈！哈哈哈！给喂狗啊？乖，没弄不弄。下课了，小学生回来了。走路过来，因为我们这边在过节日，所以呢，小学生都要穿民族的服装。嘿呦，小朋友都会带那个红线啊，我们小时候上学也要带。娘娘。哎，对，等水呢？水呀、啊，水，水本咩啊？哈哈哈哈哈哈！新来的？160的。160十万呢？1.9万啊？嗯。条哪呀？1条。多少？这么贵啊？我敢有海椒的。这个上衣。160万啊！这个贵，这个贵，还以为这个贵。这个都是这个。啊，这个的话，用带蓝片的，都是手工做的。买呀！那啦，等net等net模来的呢，没跟net白白呢，那你到从买贵就是这个，刚刚买。过年。过年买160，跳给他跳空了。160大概。50多美元啦、啊，对，少摸一点，哎，少摸60美金了、啊，六十元美金，60-70，大概70元美金。这款白银款款呢？款白呢？白呢？来车来少呢？款它这个。这个布得百八九没啊？嗯，这袄得，我买给你了，给1.5还是给嘛？俺把钱摸叫俺拍手。日本的学生在做。在搞啊什么？越南的菜，我们搞。Hello， 快对了，你关门了。土豆啊，土豆啊。是韩国人。看到日本的学生这么漂亮，都忘记土豆怎么叫了。你是苗族人，你是越南苗族人。真。给了发短信吗？
Cái gì nhỉ? Tiếng tiếng Nhật là gì nhỉ? Xin chào là gì nhỉ? Tokido. Tokyo. Honda. Suzuki. Suzuki. Tokyo. Tokyo là tiếng Hàn rồi. Oppa. Oppa cũng là Hàn. Oppa, Oppa. Chào bố Oppa. Hello Oppa, Angola. Angola. Angola chạy Tây Châu. Ủa, Nhật Bản là học sinh chứ mà lý hại à? Hãy phải cho cho nán xài à? Ê, tôi nói là, tôi cho bì, bì sư đô. Nhi cho kể lào sư sư mà? Nà lì lào sư à? Cho kể sư sư. Cho kể Nhật Bản học sinh à? Không phải, tại Angola này, Hàn Quốc, Nhật Bản. 这个是在哪里？这是外星，另外一定。我是外星，外星人。另外一定，外星人。我是超人 ，Superman。超人不会飞。你看我飞。你要给俊哥拍，谁看到你飞飞飞？俊哥，上这边然后飞上上来，就会飞了。不去不去。噔噔噔噔噔。À, tớ xa khơ hồi lái rồi. Chiều đi học không? Có. Chiều được nghỉ. À, đi học à? Thế mấy giờ đi học? 12 giờ. Thế ăn cơm xong đi học luôn à? Hả? Ừ, ăn cơm xong. Ừ. Hello. Hôm nay sẽ ăn cơm rồi, xin chuẩn bị rồi. 今天简单的菜啊，都是猪肉，对，都是小花做，都是我和小花做，阿威和小米玩游戏。这个是我做。哪里？这个也是。嗯。这个也是。嗯，这个也是。这个才是会磕。你是看不是做？对。我是来吃。对啊，你都不是做什么的？嗯。好久不在小花家吃饭。两个月了。小米啊，要吃三碗，他说他要吃三碗。两碗。两碗饭呢？嗯。各位。请大家吃饭。大家吃饭。哦，老爸。哎，把奶杯安平了呢。来。来，我拿哎，把奶杯。多吃点才有力气上课。啊，弟弟要放水。他每次吃饭都要放矿泉水。他不喜欢猪肉汤。不太喜欢。他喜欢蛋的，清淡的。就不给你豆，这样都行。món này ăn sả. Luộc cơ mà. Luộc mà. Hôm nay tất cả các món đều là luộc. Còn đồ sôi ăn đi đi anh em, sôi ăn đi đi. Cái sủi tên tiếng Trung là gì đó? Đây là... Chảo sư. Chảo sư á? Ừ. Cái tên là Chảo sư à? Chảo. Chảo. Sư là cái bánh. Xiao Hoa là mẹ mẹ chào Chảo sư. Chảo sư. Má... À, bú sư là... Xí quá. Hoa là hoa cất lợn. Hoa là... Phái Mỹ. Xiao Mỹ là... Rư phần là Thúy Sơn. 嗯，对对。今天日本的学生吃越南饭怎么样？感觉怎么样？好不好吃？跟日本一样吗？这个是我做好吃，嗯，这个不是我做不好吃。刚才你说不吃就不吃 ，OK。哦。cái này phải em làm đâu em chỉ thái thôi mà. Đâu? cái này em chỉ thái thôi mà. Thái rửa. cái này em luộc đấy. Tức là em không nhà cho anh luộc được. Ừ. Tôi chưa được à, chưa sư nỉ mừng gì ạ à? Tôi chưa tiền ăn được hả? Quán đi quán lắm, quán đi quán ăn 2 bát nha, 3 bát rồi nhau chưa xong rồi. Ăn thịt cho Đức miếng thịt mỡ này nhá. Thịt chan nó lỏng hơn đây, cho Đức miếng thịt này, thịt này mới ngon. No rồi, no rồi. Một bát rồi. Ăn một bát rồi. Ăn một bát rồi. Thế
nấu cháo lá. Tan bát nữa đi. Ăn một bát ăn đúng một miếng thịt. Ba miếng thịt. Tóc cái thằng này dày. Quả sứa quả phan. Cháo mì đi quả mấy quả. Hai quả. Thầy giáo phang phang chế sợi. Thầy giáo phang chế sợi. Nhạc khoai. Học chứ. Giữa bẩn là xuế sông chứ. Giữa nán là phang phu sĩ quan. Sứ khoai tiền lào sư trai tấn nhỉ. Mình tiến nhau về cuối. Lào sư trai tấn nhỉ. Chào nhỉ. Sang khưa. Hả là xem bánh rau à. Thấy chi là. Thấy là chia là. Chào phương hiểu chai tàu chi à. Hả là bánh chi nhớ đến số phình tao chỉ là chia khát thời gian bye bye.